Các nhãn hàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Dự án vì cộng đồng theo nhóm và phải thực sự lăn xả vào các công việc thiện nguyện để cùng trải nghiệm và mang lại niềm vui cho những nhân vật thụ hưởng trong dự án nhân ái của mình. Người đẹp nhân ái, hành trình truyền cảm hứng, lay động hàng triệu trái tim. Phiên bản truyền hình thực tế, lần đầu tiên phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long. Người đẹp nhân ái 2019. Những trải nghiệm chân thực. Đầy cảm xúc. Lan tỏa những thông điệp sâu sắc. Đón xem chương trình Người đẹp nhân ái 2019 phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba, thứ tư, thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 16/7/2019. Các nhãn hàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.